cuối cùng trên tay mình cũng đã được cầm chiếc Galaxy S6 và còn chờ gì nữa mà chúng ta không đánh giá camera của nó. Nào bây giờ hãy cùng mình bắt đầu. Về cấu hình phần cứng camera, Samsung áp dụng rất nhiều công nghệ mà mình còn không nhớ. Mình xin đọc luôn giới thiệu từ trang Samsung Global và mời các bạn xem thông số kỹ thuật ở trên màn hình. Sau đây là giới thiệu từ trang của Samsung. Với thời gian khởi động chỉ 0,7 giây, bạn có thể nắm bắt được những khoảnh khắc yêu thích của bạn như chúng vừa xảy ra. Và nhờ vào OIS của nó, theo dõi nhanh chóng, tự động lấy nét và lớn hơn. Khẩu độ f1.9 cho kết quả tốt hơn ánh sáng thấp. Mỗi cảnh quay lúc nào cũng sẽ được tuyệt vời như nhau. Nói chung là Samsung nhấn mạnh vào khả năng khởi động chỉ 0,7 giây, công nghệ chống rung quang học OIS và khẩu độ lớn f1.9. Mình sẽ nói về giao diện. Giao diện mới rất đơn giản với những đường vẽ đơn giản, vòng tròn, ký hiệu, đẹp, tuy nhiên hơi nhiều, chen nhau ở hai cạnh. Và các bạn có thể thấy quá nhiều chế độ nên gây chật chội, đến nỗi cái chữ chế độ này phải viết liền và không cách. Bấm vào phần chế độ, chúng ta có các chế độ chính, đó là Auto, chế độ chuyên nghiệp giúp chỉnh tay. Giờ đây thì Lumia hết thế mạnh rồi vì máy nào cũng có. Chế độ lấy nét chọn lọc và các chế độ quay phim. Như vậy là Samsung đã biết lược bỏ những tính năng không cần thiết và tập trung hơn vào trải nghiệm của người dùng, với những tính năng thời thượng như là chỉnh tay, quay slow motion và quay phim timelapse. Khả năng hoạt động của máy tuyệt vời, lấy nét và theo dõi nét quá ngon, giật lắc liên tục mà không hề bỏ cuộc. Hơn nữa, phần mình đánh giá cao của Samsung đó là chế độ HDR giờ đây đã có thể tự động. Người dùng sẽ không cần phải để ý xem lúc nào cần bật và lúc nào không. Cái này học tập từ iPhone. Chuyển qua phần xem và đánh giá ảnh chụp, ảnh macro trước đi. Ảnh macro lấy nét rất nhanh, cận và rất đẹp. Cầm S6 thì mình thích chụp ảnh cận cảnh nhất. Mà thực ra là F1.9 lớn nên là chụp cái gì thì cũng có tiền cảnh và hậu cảnh rất tốt. Ảnh không gian ban ngày thì có vẻ hơi tối, mặc dù hôm nay thời tiết tốt. Ảnh panorama hoạt động mượt, tuy nhiên xử lý các mảng sáng chưa đồng đều lắm, zoom lên thì độ chi tiết rất là tốt. Sang ảnh đêm, mình chỉ chờ trực để xem là có bị bệt nữa không để chê, mà ai ngờ là không bệt nữa. Ảnh sáng, phải nói là Samsung đã chế ngự được ảnh chụp đêm như họ đã quảng cáo, sáng hơn iPhone đến 2 lần mà chi tiết vẫn tốt, không bị bệt chi tiết. Tuy vậy, do giới hạn về phần cứng nên S6 vẫn chưa có khả năng đo sáng điểm. Những bức ảnh trong nhà tiếp theo có điều kiện ánh sáng hơi thiếu. Galaxy S6 tất nhiên vẫn làm tốt vì ưu điểm của S6 như quảng cáo là sáng mà không cháy. Mời các bạn xem qua 3 video quay ở 3 chế độ: chế độ thường, chế độ quay nhanh và chế độ quay chậm. Ở chế độ thường, máy chống rung tốt bởi trên thực tế mình cầm điện thoại bằng tay và di chuyển bằng xe máy. Video timelapse và slow motion ở mức đủ dùng trong các trường hợp cần thiết. Tuy vậy, hai điểm sáng ở phần quay phim đó là khả năng chọn tốc độ ở mỗi video giống như trên iOS. Trước đây nếu kích hoạt hai chế độ quay đặc biệt này thì không chỉnh được phần tốc độ sau khi quay. Điểm sáng thứ hai đó là hỗ trợ quay phim 60 khung hình trên giây, làm hình ảnh mượt mà hơn. Trên đây là bài đánh giá chi tiết camera của Galaxy S6. Tổng kết lại, Galaxy S6 sắp tới sẽ thay thế Note 4 cho vị trí camera phone đẹp nhất trong thế giới Android. Còn đẹp đến đâu, hãy đón xem video so sánh của camera Galaxy S6 với camera iPhone 6 Note 4 trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.